nữ tướng bị bắt, hai doanh nghiệp xăng dầu nhận thêm lệnh cấm. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi vừa bị hải quan dừng làm thủ tục hải quan. Trước đó, các lãnh đạo của hai doanh nghiệp xăng dầu này đã bị khởi tố, bắt giam. Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục hải quan dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu xuất nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi. Theo Tổng cục Hải quan, hai doanh nghiệp này đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến thời điểm hiện tại, hai doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu. Trước đó, ngày 23 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà, công ty Hải Hà, cùng các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc công ty Hải Hà. Liên quan đến xuyên Việt Oi, ngày 8 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an A09 khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại công ty xuyên Việt Oi và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Cơ quan An ninh Điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc xuyên Việt Oi, Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc xuyên Việt Oi, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.